Rồi, xin mến chào anh chị cũng như quý bà con chăn nuôi đến với kênh của mình là Nông Dân TV. Thì cảm ơn anh chị đã dành chút thời gian vào xem clip của mình tiếp theo ngày hôm nay. Hôm nay đó là ngày 11 tháng 6. Thì trong cái ngày hôm nay mình chia sẻ hai clip của chạy bò là hai nha. Thì clip trước mình chia sẻ đó là con bò cái, đó, cái giống. Thì anh em có nhu cầu thì tham khảo cái clip bò cái giống đó. Thì clip tiếp theo này thì đó là mình chia sẻ lô bò nuôi nha, đó, ba bơ, và trong đó thì có một con bò lai thì quay qua thôi, đó, quay qua để anh em xem bò đẹp. Thì chạy thì cái lô bò này vừa rất là đẹp nha, đó, thì chia sẻ lên cho bà con tham khảo, ba bơ, đó, quay chi tiết từng con. Đấy, quay qua rồi, xong đó mình quay lại con bò cái giống. Đó, chia sẻ bò cái giống cho bà con tham khảo giá. Đó, mông đùi rất là đẹp nha. Thì trong cái lô bò ba bơ hôm nay thì có bò ba bơ bông rất nhiều nha. Đó, tiếp đến dãy trong đây là bò bông nha. Đấy, nghĩ này thì lớn tháng à, ba bơ này nghĩ thì lớn tháng. Đó, nghĩ nó sụp sồn hết nha. Đi một chút nữa. Cao ráo bò, chân cẳng quằm xì nha. Bông, mấy con đây là bông ở dưới bụng. Dài đòn nha. Đó, mặt mũi. Tiếp, chân cẳng đó, quay chi tiết để anh em tham khảo. Thì bà con nào có nhu cầu thì tham khảo chạy bò là 2. Huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên đó. Thì mình thường chia sẻ lên kênh của mình là Nông Dân TV đó. Đó, con ba bơ bông rất đẹp, bông mũi tiêu từ trước ra sau luôn. Đó, xét bên con bông mũi tiêu là bà lai nha, bà lai đực. Đấy, đó. Chụp con bông này đuôi chân cẳng bông đó thì quay qua hết rồi đó, từ ngoài vô trong. Thì bà con có nhu cầu thì đến trại tham khảo trực tiếp. Đó, một dãy rất là đông bò vừa ngày hôm nay. Thì clip này là clip mình chia sẻ thứ hai của trại bò là hai nha. Rồi giờ mình quay con bò cái tơ để anh em tham khảo và chia sẻ giá bò cái tơ luôn. Thì con cái thì cột chuồng ở đây. Con này thì anh em nào có nhu cầu muốn nuôi để giống nuôi sinh sản á, thì tham khảo con bò này. Đó, mẫu mã rất là đẹp nha. Đó, mọc mọc màu luôn. Đó, con này thì 27 triệu. Đó, quay về là đó, bò một dãy rất là đông. Thì clip này chia sẻ em bò cái tơ đó. Còn bà con có nhu cầu tham khảo bò bà bơ thì đến trại tham khảo trực tiếp. Thì clip này mình không có chia sẻ giá bò bà bơ nha. Đó, nghĩ này nó sồn sồn hết rồi, đủ giá luôn, lớn nhỏ có. Thì trại có Zalo, bà con có nhu cầu thì qua Zalo cho bà con tham khảo. Rồi, xin chào bà con và hẹn bà con clip tiếp theo.